Lộ diện chỉ cả kính tiếng của Bảo Thy, sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Mới đây, nàng công chúa bong bóng đã khoe tấm hình selfie trong đám cưới cùng chị gái cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơn người. Đã 4 ngày kể từ sau khi đám cưới xa hoa của nữ ca sĩ Bảo Thy với doanh nhân Phan Lĩnh diễn ra. Thế nhưng, những thông tin xoay quanh sự kiện này vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Chuyện về danh tính chú rể, chuyện của hồi môn với khối tài sản khổng lồ hay chuyện phong bao lì xì khủng dành cho đội Bayrap, tất cả đều đã được nhắc tới rồi. Vậy mà đến hôm nay, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao với một thông tin khá mới mẻ liên quan đến nhân vật đặc biệt mà từ xưa tới nay, người ta ít khi thấy cô xuất hiện trước truyền thông, đó là chị gái cả của Bảo Thy. Bảo Thy khoe ảnh selfie cùng chị gái xinh đẹp. Cách đây ít giờ, nàng công chúa bong bóng đăng tải bức ảnh chụp cùng chị gái trong đám cưới lên trang cá nhân và bất ngờ thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ai cũng biết, trong gia đình, ngoài anh trai Thế Bảo, nữ ca sĩ còn có một người chị gái cả tên là Jenny Trần. Thế nhưng hầu như danh tính và dung mạo của cô nàng này rất ít khi đụng độ với truyền thông. Bức ảnh chụp cùng chị gái được nữ ca sĩ khoe trên trang cá nhân. Đính kèm tấm hình hai chị em khoe sắc vóc ngọt ngào, Bảo Thy viết: "Chị của Thy đó, gia đình Thy ai cũng tròn trịnh phúc hậu phải không cả nhà?" Thật sự rất hiếm khi Jenny Trần lộ diện, nhưng bất kể khi nào cô xuất hiện đều khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước dung mạo xinh đẹp không thua kém của em là bao. Trong nhiều tấm hình đăng tải trên trang cá nhân, Jenny Trần đã khoe khéo gương mặt tây tây của mình. Dù chọn gu trang điểm đậm, cô chị cả kính tiếng vẫn được nhận xét là sở hữu nhan sắc ấn tượng với nhiều đường nét sắc sảo hơn em gái. Được biết, Jenny Trần đã lập gia đình và đang sống hạnh phúc với chồng doanh nhân bên Mỹ cùng cậu con trai khấu khỉnh. Đây cũng là lý do mà công chúng thường thấy Bảo Thy xuất hiện cùng anh trai nhiều hơn là chị gái. Khác với em trai và em gái, cô chị cả lựa chọn cuộc sống bình yên và không tham gia vào showbiz. Ngày Bảo Thy lên xe hoa, Jenny Trần đã bay từ Mỹ về Việt Nam để tham dự. Jenny Trần có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai nhỏ. Jenny Trần đã xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng vợ chồng Thế Bảo và vợ chồng Bảo Thy trong chuyến du lịch tại Maldives. Cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của chị gái Bảo Thy. Tấm hình chụp cùng chị gái của Bảo Thy nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ và nhận về hàng ngàn lượt yêu thích. Trong số những bình luận phía dưới bài đăng, phần lớn đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước dung nhan của cô chị cả trong gia đình Bảo Thy. Quả đúng là chị gái của cô công chúa thì đương nhiên là phải xinh đẹp rồi. Dân tình nháo nhác khi thấy dung mạo của chị gái Bảo Thy. Hiện tại, tấm hình trên trang cá nhân của Bảo Thy vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người còn cho rằng nếu Jenny Trần tham gia hoạt động nghệ thuật thì có lẽ cô ấy cũng sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng cô ấy đã chọn một hướng đi khác. Hãy cùng chúc cho gia đình nhỏ luôn hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười nhé.